Thưa quý vị, và thí sinh cuối cùng của vòng thi song ca lượt thứ nhất của chúng ta, đơn ca lượt thứ nhất sẽ thuộc về thí sinh Đinh Văn Long, mã số 05, 57 tuổi của thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Đam mê ca hát của tôi đã có từ những ngày tôi còn rất nhỏ. Và cho đến lúc mà tôi bắt đầu tham gia vào phong trào văn nghệ quần chúng của ngành dệt, thì thực sự cái đam mê đó nó lại càng bùng cháy hơn. Nhưng mà có lẽ tôi lại không có duyên với lại sân khấu chuyên nghiệp. Năm 1997, tôi đã từng tham dự một cái khóa gọi tuyển sinh khóa 2 của Đoàn ca mối nhạc Bông Sen và cũng đã được lựa chọn, nhưng tôi lại không tham gia. Đó cũng là một phần là ý kiến gia đình và cũng một phần là mình muốn để cho cuộc sống mình nó ổn định hơn. Thành ra tôi lựa chọn là mình vẫn tiếp tục làm công nhân. Tôi đã nuôi dưỡng niềm đam mê này từ những ngày đó cho đến tận bây giờ. Và bắt đầu từ năm 2012 là tôi đã bắt đầu tham gia tiếng hát mãi xanh. Đến năm nay là năm thứ tư. Và năm 2015 này cũng được một cái may mắn là tôi đã được vào tới vòng chung kết. Đây thực sự là một cái động lực thúc đẩy tôi. Và đây cũng là một dịp để chứng tỏ với gia đình rằng tôi vẫn bền chí từ ngày đó cho đến bây giờ là mình vẫn theo đuổi cái đam mê của mình. Oh,
trời gieo hạt nắng vô tư. Với một sáng tác của Phạm Minh Tuấn, thơ Đặng Viết Lợi, bài ca Khát Vọng. Có lẽ đây cũng là ấp ủ khát vọng biết bao nhiêu năm, từ thời trẻ và đến bây giờ thì anh Đinh Văn Long mới có cơ hội thể hiện. Thưa quý vị, hãy bình chọn cho anh Đinh Văn Long với mã số nội dung là 05 và gửi về tổng đài 8534.